Chào các bạn, lại là mình Điền Tây Tiểu Ca đây. Hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn một bộ phim hấp dẫn từ đầu đến cuối. Lần này là hành trình chiến đấu chống lại những kẻ ngoài hành tinh, không mời mà đến trái đất này nhé. Kênh sắp đạt được 100.000 người đăng ký rồi. Chúc những ai dù đã bấm theo dõi hay chưa, thì đều sẽ có một năm mới đầy may mắn tràn ngập niềm vui. Điền Tây xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Vào vài ngày trước, một UFO bị thiên thạch va phải, khiến nó trệch hướng mà rơi xuống trái đất. Còn người dân Moscow lúc này đang xem trận mưa sao băng hiếm gặp. Nhưng họ không biết rằng, quân đội đã cử máy bay chiến đấu theo dõi UFO sau khi phát hiện ra nó. Do mất liên lạc, máy bay chiến đấu đã bắn tên lửa vào UFO. Thế là tàu vũ trụ bị mất kiểm soát và rơi xuống đất. Lúc này, Lisa và bạn trai của cô ấy là Jack đang quan sát sao băng trên sân thượng nhà người bạn thân của cô ấy. Thì Jack rõ ràng lại muốn lếu lều với bạn gái mình. Thấy vậy, người bạn thân đã đưa cho Jack chìa khóa nhà của cô ấy. Thế là Jack nhanh chóng đưa Lisa vào phòng ngủ. Nhưng ngay khi cả hai chuẩn bị cởi quần, thì UFO đã đâm sầm xuống họ. Tầng thượng nơi người bạn thân nhất của Lisa đang ở đã bị tàu vũ trụ trực tiếp phá vỡ. Còn Jack và Lisa đang làm tình thì cũng suýt chút nữa đã rơi khỏi tòa nhà cao tầng. Trong khi lúc này con tàu vũ trụ vẫn tiếp tục đâm ngang qua các tòa nhà. Chứng kiến cảnh này, mọi người không còn cách nào khác ngoài việc bỏ chạy. Cuối cùng là cỗ máy vũ trụ này đã từ từ dừng lại sau khi gây ra một loạt vụ nổ. Lúc này, cha của Lisa là đại tá Jeff đang chuẩn bị đến hiện trường vụ tai nạn cùng với một thành viên của Quốc hội. Ông ấy hy vọng sẽ khai sáng thời đại thông qua lần đầu tiên tiếp xúc với người ngoài hành tinh. Sau khi đến hiện trường, cả hai phát hiện ra rằng người ngoài hành tinh thực sự có thể giao tiếp với họ. Nhưng khi đến gần, thì người đồng đội có gắn thiết bị trợ tim liền gục xuống đất. Sau đó, viên đại tá báo cáo trước Quốc hội những gì mắt thấy tai nghe. Thì ra do vị trí xung quanh phi thuyền của người ngoài hành tinh rất đặc biệt, nên các thiết bị điện tử sẽ hỏng khi đến gần phi thuyền. Người ngoài hành tinh cũng nói rõ ràng, bọn họ chỉ muốn mau chóng sửa chữa phi thuyền rồi rời đi, cũng không muốn hai nền văn minh xảy ra tranh chấp. Khi Quốc hội biết về điều đó, họ đã quyết định đứng yên và chỉ triển khai gần khu vực xảy ra sự cố. Ở phía bên kia, Lisa bị thương đã được đưa đến bệnh viện cùng với bạn trai. Khi cô tỉnh dậy thì nhận được tin là cô bạn thân nhất của mình đã qua đời thì vô cùng đau buồn. Lúc này, đại tá cũng đến bệnh viện đón Lisa. Vì đại tá chưa bao giờ có ấn tượng tốt với Jack, nên hai người gặp nhau là chỉ muốn móc kiếm ra đấu. Khi vào trong xe, Jeff liền cảnh báo con gái mình là không được ra ngoài tùy tiện. Ngoài ra, đại tá đã nhờ mẹ đến chăm sóc Lisa. Nhưng khi cô nhìn những bức ảnh của người bạn đã chết của mình, mà trong lòng đầy căm thù những người ngoài hành tinh này. Sau đó, cô đánh cắp khẩu súng lục của cha mình, rồi tìm đến đám bạn trai của cô là Jack. Và họ cũng tình cờ là rất bất mãn với những người ngoài hành tinh không mời mà đến này. Thế là cả đám lập tức hành động, sau đó họ sẽ tìm hiểu lý do tại sao người ngoài hành tinh đến trái đất. Thông qua một con đường hầm, một nhóm người tiến vào khu vực cảnh báo quân sự. Jack và những người bạn của anh ấy sớm phát hiện ra có một thiết bị của người ngoài hành tinh bị rơi. Trong khi Lisa đến nơi ở của người bạn thân nhất của cô ấy một mình, thì vô tình nhìn thấy một người ngoài hành tinh. Lisa sợ hãi mà nổ súng, rồi sau đó bị ngã xuống dưới. Khi nhìn thấy Lisa gặp nguy hiểm, người ngoài hành tinh ngay lập tức giải cứu cô. Nhờ vậy mà Lisa cũng nhìn thấy khuôn mặt nhấp nháy kỳ lạ của người máy ngoài hành tinh. Jack, người đã nghe thấy tiếng hét nghĩ rằng người ngoài hành tinh đã tấn công Lisa, nên đã nhanh chóng tung đòn vào người ngoài hành tinh rơi ra khỏi tòa nhà. Khi mọi người xuống tầng dưới để kiểm tra, thì họ phát hiện ra rằng người ngoài hành tinh bị thương đã trốn thoát khỏi cỗ máy. Vì vậy Jack quyết định lấy cỗ máy của người ngoài hành tinh đi. Lúc này, Lisa nhìn thấy con người nằm trong đống đổ nát. Người ngoài hành tinh đó vẫn còn sống, nhưng cô không nói với Jack mà cùng mọi người rời khỏi khu vực an ninh trước khi đội tuần tra đến. Vào ban đêm, Lisa nghĩ đến người ngoài hành tinh đã cứu mình, nên cô không thể ngủ được. Vì vậy cô đã đến khu vực cảnh báo và giải cứu người ngoài hành tinh đã hôn mê. Sau đó, Lisa nhờ người bạn may đang là y tá đến giúp đỡ. Thế là cả hai cùng nhau vào bệnh viện để giải cứu người ngoài hành tinh đã mất quá nhiều máu. Sau khi kiểm tra, may phát hiện ra rằng người ngoài hành tinh có nhóm máu A. Vì vậy Lisa, người cũng có nhóm máu A đã quyết định truyền máu cho người ngoài hành tinh. Trong quá trình truyền máu, người ngoài hành tinh tỉnh dậy giữa chừng và lặng lẽ nhìn Lisa trong bóng tối. Sau khi truyền máu, Lisa đã tò mò chạm vào những đường nét phát sáng trên cánh tay của người ngoài hành tinh. Nhưng chiếc vòng tay của người ngoài hành tinh bất ngờ được chuyển cho Lisa. Khi đang tắm, Lisa phát hiện ra rằng chiếc vòng tay dường như có thể điều khiển nước. Điều này khiến cô vô cùng ngạc nhiên. Mặt khác, Quốc hội phát hiện ra rằng người ngoài hành tinh dường như đang sử dụng nguồn nước để sửa chữa tàu vũ trụ. Và các con sông xung quanh tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh đều bị hút lên. Điều này đã làm cho phía Quốc hội không thể chấp nhận được hành vi của người ngoài hành tinh đang đánh cắp tài nguyên của trái đất. Và đại tá vẫn khuyến nghị hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra để tránh xung đột trực tiếp với người ngoài hành tinh. Vào lúc này, người ngoài hành tinh được Lisa cứu đã tỉnh lại và có thể giao tiếp bình thường với Lisa. Điều này khiến cô bạn may cũng vô cùng phấn khích. Sau đó,
Người ngoài hành tinh nói mình tên là Hanh, rồi bày tỏ ý định tới đây của mình. Anh ta chỉ muốn lấy lại một phần thiết bị trên phi thuyền bị hỏng, chứ không muốn đến đây để hại nhân loại. Vì vậy, Lisa yêu cầu Hanh mặc quần áo của cha mình và rời đi. Nhưng vì Hanh không có bất kỳ giấy tờ nào, nên ngay lập tức anh ta bị cảnh sát dẫn đi. Thấy vậy, Lisa chỉ có thể tiếp tục nghĩ cách giải cứu Hanh. Tại thời điểm này, bạn của Jack đã vô tình khoác lên mình một cỗ máy ngoài hành tinh và làm chảy xước cánh tay của anh ấy. Chứng kiến những gì đã xảy ra với bạn mình, Jack quyết định giao chiếc máy ngoài hành tinh cho cha của Lisa. Nhưng trong khi đợi đại tá, đám đông xô xát với cảnh sát vì vấn đề cấp nước, và bạn của Jack không may bị liên lụy. Ban đầu, Jack đã cố gắng hết sức để ngăn chặn, nhưng bạn của anh ấy đã bị cảnh sát tấn công. Sau đó Jack đến ngăn cản cũng bị đánh như một kẻ bạo loạn, rồi bị đưa lên xe cảnh sát. Bên này Lisa đã sử dụng các mối quan hệ của cha mình để giải cứu Hanh khỏi đồn cảnh sát. Trên đường đi, anh ta còn biết được quân đội đã lấy đi trang bị ở ngoài hành tinh của mình. Và cỗ máy phi thuyền 9 là cốt lõi, nếu không được sửa chữa thì anh ta không thể rời đi. Vì vậy, Lisa đã sử dụng lời nói dối mang thai của mình để vào thành công trụ sở nơi cha cô đang ở, rồi thành công đưa Hanh vào phòng thí nghiệm. Hanh sau đó đến phòng thí nghiệm và lấy lại những tinh linh nòng cốt của phi thuyền. Thấy người này không phải đại tá, họ lập tức chặn lại, rồi báo cảnh sát. Sau khi đại tá biết rằng việc Lisa mang thai chỉ là một trò đùa, ông ta đã ra lệnh cho cấp dưới của mình đưa Lisa và Hanh rời khỏi trụ sở. Nhưng sau khi trở về nhà, Lisa sớm phát hiện ra rằng Hanh đã bị quân đội truy nã, cho rằng cha mình chắc chắn sẽ đưa người về nhà để kiểm tra, nên cô đã đưa Hanh đi trốn cùng mình tại nhà của May. Nhưng lúc này cha mẹ của May sắp về nhà, thế là Lisa không còn cách nào khác ngoài việc đưa Hanh đến địa điểm tổ chức buổi hòa nhạc. Cũng tại nơi đây, Hanh đã cho Lisa xem những khung cảnh kỳ lạ trên hành tinh của mình. Và Lisa cũng biết rằng Hanh thực sự rất khác với loài người, và con người tương tự chỉ là nhánh của chúng. Cái này phát triển hơn con người và đã đạt được sự bất tử từ lâu. Sau đó, Lisa đưa Hanh đến vùng lân cận của tàu vũ trụ. Sau đó hai người bị thu hút, rồi hôn nhau một cách trìu mến trước khi chia tay. Nhưng đám người của Jack đang bí mật theo dõi Lisa, đột nhiên xuất hiện. Mặc dù Lisa đã nói với họ rằng Hanh là người ngoài hành tinh, nhưng anh ta vẫn đánh Hanh rất dã man. Ban đầu Hanh không chống cự, nhưng khi hắn đánh Lisa thì khiến Hanh rất tức giận, rồi nhanh chóng quật ngã cả đám xuống đất. Trong lúc hỗn loạn, một người trong số họ đã bắn nhầm và giết chết bạn của Jack. Lúc này quân đội ập đến, Jack nhìn thấy cảnh này chỉ có thể nhanh chóng bỏ chạy. Nhưng cái chết của người bạn khiến anh ta mất trí, và anh ta bắt đầu xúi giục những công dân đã mất người thân trong vụ tai nạn lần trước đứng lên chiến đấu chống lại người ngoài hành tinh. Trong khi anh ta mặc áo giáp của người ngoài hành tinh và chuẩn bị tìm cách trả thù Hanh. Cùng lúc đó, đám đông giận dữ đã vượt qua hàng rào và đến gần tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh. Các cư dân ngoài hành tinh bảo vệ phi thuyền chỉ có thể cố gắng hết sức để kiềm chế cuộc chiến với con người. Nhưng trước tình thế mất kiểm soát, Lisa đã đe dọa cha mình để đưa Hanh đến ngăn chặn tên bạn trai cũ. Nhưng trên đường đi, cả hai gặp lại Jack, người chỉ muốn trả thù và anh ta không quan tâm đến sự an toàn của Lisa. Chỉ có chiếc xe bọc thép bị chặn lại khiến Lisa bị thương và bất tỉnh. Thấy vậy, Hanh chỉ có thể chiến đấu với Jack bằng tay không. Nhưng cuối cùng anh đã bị đánh bại bởi Jack đang mặc một bộ đồ người máy. Để bảo vệ người yêu của mình, Lisa đã tỉnh dậy rồi lái xe đâm một cú vào Jack cực mạnh. Lúc này, để bảo vệ con gái và ngăn xung đột gia tăng, đại tá cũng lập tức đưa người đến để duy trì trật tự. Thế là những người lính cũng nhanh chóng khuất phục được đám đông náo loạn cùng với những cỗ máy ngoài hành tinh. Nhưng khi tên Jack vừa thoát ra khỏi bộ đồ người máy bị tông hỏng, thì nhìn thấy bạn gái của mình và Hanh đang ôm chặt lấy nhau, thì hắn liền mất kiểm soát mà bắn lại vào hai người họ. Mặc dù Hanh đã kịp thời bảo vệ Lisa nhưng những viên đạn vẫn hạ gục họ. Thấy vậy, đại tá nhanh chóng cho binh lính khống chế Jack. Sau đó cỗ máy ngoài hành tinh đưa Hanh và Lisa lên phi thuyền của người ngoài hành tinh. Chỉ sau đó, đại tá mới phát hiện ra rằng những cỗ máy này đang được điều khiển từ xa từ phi thuyền. Sau đó, số hệ thống thông minh trên phi thuyền nói với đại tá rằng Hanh đã từ bỏ cuộc sống vĩnh cửu để cứu con gái ông. Vị đại tá cũng biết được từ Thor rằng trái đất đã bị họ cấm đến thăm vì tính hiếu chiến của con người. Nhưng sau khi phi thuyền bất ngờ bị rơi, Hanh muốn thu thập dữ liệu để chứng minh rằng họ có thể liên lạc hòa bình với con người. Mặc dù Hanh đã cố gắng hết sức nhưng vẫn kết thúc trong thất bại. Tuy nhiên, sự hy sinh và hành vi lẫn nhau của Hanh và Lisa rất đáng để họ học tập. Có lẽ điều này cũng sẽ ảnh hưởng đến tương lai của hai nền văn minh. Cuối cùng, Jack thành công tỉnh lại, Thor cũng dùng hạch tâm khởi động phi thuyền, cùng Hanh hôn mê rời đi địa cầu. Và ánh sáng nhấp nháy trên chiếc vòng tay của Lisa cũng có thể có nghĩa là câu chuyện giữa cô ấy và Hanh có thể chỉ mới bắt đầu. Vâng, bộ phim đến đây là kết thúc rồi. Hy vọng những người bạn thân yêu của Điền Tây có thể giúp kênh đạt được 100.000 lượt đăng ký. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại ở những bộ phim hay tiếp theo.